Em ơi, em bây giờ nói thiệt với em á, là em chỉ cần về với anh thôi, em không cần làm gì hết, tất cả mọi chuyện để anh lo hết. Em xí vô, em xí vô, em xí vô, em nói. Thôi, anh làm chồng em đi, chỉ cần ngồi im tại chỗ không cần làm gì hết trơn á. Nín. Em lo hết. Nín, bà nín. Bà nên sống bớt mộng mơ lại, bớt mơ tưởng viển vông lại, trở về với thực tại, sống với thực tế của mình nha. Đừng có suy nghĩ tôi làm chồng bà nữa, đừng mơ mộng nữa. Nó nói đúng rồi đó, anh bớt mộng mơ lại đi. Cái gì? Em nói anh mơ hả? Chứ sao? Anh hoàn toàn tỉnh táo, anh nhận thức được tất cả những gì anh làm, anh không có mơ mộng gì hết á. Anh hiểu chưa? Cỡ đó luôn mà không có suy chuyển được tình thế. Một đoạn vậy thôi đó. Chứng minh cho người ta biết mình không mộng mơ mà cực quá, đau quá nè. Thiệt luôn á. Tự nhiên còn yêu cầu lại chi nữa không biết nữa. Hôm 4 tháng 1 năm 2021, Hoa hậu Diễm Trần đã có buổi ra mắt web drama mang tên Giữa những tầng mây. Đây là dự án thứ hai do cô đầu tư sản xuất và đóng chính sau khi rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Trong đó anh Đức cũng là nghệ sĩ gắn bó xuyên suốt hai dự án phim của người đẹp. Điều này khiến không ít người thắc mắc về mối quan hệ giữa Diễm Trần và anh Đức. Khi mà em đóng với anh Đức thì không hiểu sao, cứ mỗi lần ra trường quay thì nói chung là ảnh luôn luôn là cái nguồn cảm hứng cho em, giống như là cái sự tương tác rất là tốt, còn ngoài đời thì chắc không đâu. Thì không biết sao Diễm cứ thích mời anh Đức, là chắc cũng tại là Đức hiền. Ra trường quay không những không có khó khăn, khó chịu với Diễm, mặc dù Diễm là cái người mới chỉ biết diễn xuất thôi, mà Đức vẫn kiên nhẫn ngồi để mà chỗ nào chưa hay, chưa tốt thì những lúc rảnh ngồi thoại với Diễm và tập cho Diễm diễn từng chút một. Tại vì bản thân của anh Đức rất là hiểu cái tâm lý của những cái người mà mới bước vào nghề diễn xuất. Tại vì ngày xưa anh Đức cũng vậy thôi, lúc mà mình mới đi diễn cũng thế thôi. Mình rất là trân trọng những cái người đàn anh, đàn chị mà họ chịu khó nâng đỡ và chỉ cho mình. Còn về cái chuyện tình cảm thì Diễm có phải là một mẫu người bạn gái lý tưởng của anh Đức hay không? Anh Đức nói cũng có thể. Trời ơi, xinh đẹp. Anh đang độc thân đúng không? Hả? Giờ anh đang độc thân đúng không? Còn độc thân. À vậy hả? Thì vừa xinh đẹp nè, rồi cũng gia đình có điều kiện, làm phim tới tấp, thấy cũng ham đó. Còn chuyện tìm hiểu thì chắc từ từ mình tính sau hay gì ha. Diễm Trần sinh năm 1990, quê ở Bình Định. Trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2016. Sau đó người đẹp quyết định trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Nội tâm của em đã rất muốn là trở thành một diễn viên. Thì còn cái sự chuyên nghiệp hay không thì phải để những cái dự án của em khi ra mắt và những cái lời bình luận của khán giả và những cái đóng góp của anh chị em nghệ sĩ thì em còn phải học hỏi rất nhiều để trở thành chuyên nghiệp. Và cái một điều mà trong cái tư tưởng của em tự nhủ với bản thân mình rằng là cho dù mọi cái khó khăn đến với mình như thế nào đi chăng nữa thì cái một câu tóm lại là em sẽ không từ bỏ để mình trở thành một diễn viên. Ngoài Diễm Trần và anh Đức, web drama này còn có sự góp mặt của Phi Phụng, Lê Giang, La Thành, Uyển Ân, Su Su, Lộ Lộ. Tập 1 Giữa những tầng mây hiện đang phát sóng trên YouTube của Diễm Trần.